Xin kính chào à, quý vị và các bạn Hiện nay à, tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn Để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi Một trong những cái lô đất à, Nó ở trục đường quốc lộ 1B Mặt đường của nó thì à, Rơi vào 21 mét Chiều sâu là khoảng 38 mét Ở bên sau đằng trong này này Thì nó sẽ là loe à, Loe đít Cái trục đường 1B này là đi từ à, Thái Nguyên mà chúng ta đi Lai Hiên, Đình Cả hay là chúng ta đi Lạng Sơn thì đều đi trên con đường này. Đối với cái lô đất này thì chúng tôi muốn chia sẻ để cho quý vị lắm được là cái mặt bằng mà chúng tôi đã thấy ở đây thì đó là những cái mặt bằng mà đã được san rất là đẹp đẽ, rất là mỹ mãn rồi. Với cái lô đất mà có tổng cái diện tích để mà chúng ta sử dụng thì nó có hơn 1.000 mét nó rơi vào 1 mươi m và cái thực tế sử dụng là như vậy thì ở trên bìa thì nó có 500 m là đất thổ cư à, có hơn 300 m là đất cây lâu năm tổng của nó là rơi vào chúng ta cứ tính sơ sơ nó rơi vào tầm à, 800 70m mét, 880m gì đấy à, nó cứ khuôn khuôn tầm dưới 900m một tí và cái giá thành ở cái lô đất này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị là, là chủ là đòi là hơn 3 tỷ thì vị trí giá nó rất là rẻ, nó chỉ có hơn 3 triệu một mét thôi. Đối với một mảnh đất ở trên mặt đường quốc lộ như thế này. Đường xá thì đi lại rất là đông. Và cái vị trí này thì nó à, cách à, trường học cấp 1 cấp 2 là khoảng 300 m. Nó cách nó doanh trại quân đội cũng khoảng 300 m cách ủy ban, cách uh, bưu điện, cách trung tâm thị trấn thì cũng khoảng 3 cho đến 500 m. Nói chung là cái vị trí này là một trong những cái vị trí rất là đẹp. Nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó chỉ là cái mảnh đất này nó hơi dốc một chút, tức là nó hơi lên đỉnh dốc, tức là người ta gọi là là ngang ngang đỉnh dốc đấy. Đấy. Thì chúng ta thấy được rằng là nó à, sẽ hơi khó ở cái việc là là nó ở lưng dốc thôi đúng không ạ chứ còn mảnh đất này thì về cái bề mặt về cái diện tích về cái sự tiện ích ở đây thì nó rất là thuận lợi đấy nay mai cái việc mà chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta làm chúng ta phải cân đối về cái mặt bằng đúng không ạ bởi vì ở đây thì chúng ta chưa có làm nhà cho nên là nó vẫn còn xẻ một cái rãnh để làm thoát nước ở đây nay mai có làm nhà ấy, thì chúng ta sẽ phải đặt cống vào đây thì chúng ta lấp đất lên nó mới là thuận tiện, nó mới là đẹp được, đúng không ạ? Điều mà chúng tôi đáng quan tâm nhất thì cái mảnh đất này cái giá thành nó rất là rẻ. Hai nữa là nó cũng rất là tiện ích. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể làm xưởng như là gara ô tô hay là xưởng tôn, xưởng sắt. Nói chung là làm xưởng thì sẽ rất là thuận tiện. Nếu như các nhà đầu tư mà đầu tư những cái mảnh đất mà nó còn nhiều tiềm năng như này nó chỉ có vài triệu một mét trên quốc lộ thì đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là nó còn rất nhiều cơ hội để chúng ta đầu tư đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này.